Chào tất cả các bác nhé. Và vừa test phần karaoke xong, các bác của anh em cũng thông cảm nhé. Ca sĩ là ca sĩ của nhà thôi ạ. Anh trai áo đỏ vừa ca đúng không ạ? Đó. Ca sĩ của nhà thôi. Em đang có mặt tại nhà anh Đào Thịnh đúng không ạ? Anh Đào Thịnh có địa chỉ tại Gia Lâm, Hà Nội thưa này các bác. Và trong tuần này em cũng rất là vinh dự được lắp hai bộ sản phẩm karaoke giá trị trên 100 triệu. Một bộ tại Cổ Bi Gia Lâm Hà Nội và một bộ tại đây là Đào Xuyên đúng không anh? Đây ạ, anh Thịnh lên thường để các bác. Và cả nhà đến tham khảo và trải nghiệm chất âm thì em xin được chia sẻ tới toàn thể các bác nhé. Đây là gần Vinhome đúng không ạ? Đúng không ạ? Gần Vinhome. À đúng rồi, đây đất Vinhome. Tí em ra chỉ 300m là lên cao tốc và gian Vinhome thôi đúng không ạ? Và thưa toàn thể các bác thân mến nhé. Để dạ. Vừa quay thì máy nó đầy. Và thưa toàn thể các bác thân mến nhé, trước khi em giới thiệu các cái sản phẩm đấy ạ, thì em xin được test một đoạn nhạc mà các bác vẫn hay nghe hàng ngày để các bác trải nghiệm chất âm của bộ sản phẩm này thưa các bác thân mến nhé. Anh Thịnh chia sẻ là nếu mà nghe nhạc thì xuống nhà chú đúng không ạ? Chú có bộ nghe nhạc cháu cảm thấy là rất là đẳng cấp. Tí nữa em sẽ xin phép chú quay qua cho mọi người tham khảo nhé. Còn hát karaoke lên nhà anh Thịnh các bác nhé. Đây là ở Đồng Xuyên đúng không ạ? Ở Đào Xuyên. Vâng ạ. Ở xã Đào Xuyên hay là lên quận gì anh? À, vâng ạ. Ok ok ạ. Ngay Vinhome để em test âm mọi người nhé. Một ca khúc rất là quen thuộc đó là ca khúc Hoa Trinh Nữ do lý ca sĩ Hải Yến trình bày ạ. Xin mời các bác. Em cho lớn một chút nữa các bác nhé. Ở trước vang này em vẫn cài 6 chế độ anh em nhé. Các bác vừa chọn bài này để nghe nhạc, bây giờ em test bài này luôn ạ. Loa Lexo Made in Funk các bác nhá, Pháp. Các bác nghe nếu mà tiếng sáng trong sạch thì comment cho anh em tham khảo nhá. Thank you.
Dạ vâng ạ. Và bây giờ em xin phép là sẽ giới thiệu lại các bác các thiết bị mà em phối ghép trong bộ sản phẩm này các bác nhé. Đầu tiên đó là một đôi loa Lexo PS15G1 bass 40, tép kèn tép từ 17, made in Funk các bác nhé. Đôi loa này sản xuất trực tiếp tại Pháp các bác nhé. Giá 48 triệu đồng trên một đôi. Em vừa về được hai đôi thì đôi đầu tiên có mặt tại nhà anh Đức Thịnh đúng không ạ? Các bác xem nhé. Sắp tới em sẽ về tiếp những model G2 các bác nhé. Đây là R1. Ok chưa ạ? Một chiếc đẩy rất là quen thuộc với các bác của anh em. Một chiếc đẩy hàng xịn chính hãng đến từ thương hiệu của Đức. Chiếc đẩy CLBXDS1800. Chạy mạch Class D các bác nhé. Size 1U ạ. Và tiếp theo đó là một sản phẩm chiếc quản lý nguồn và chiếc vang số. Đây là hai sản phẩm hàng chính hãng đến từ thương hiệu của Đức, hàng xịn do CB Acoustic sản xuất. Chiếc đẩy này hiện tại giá 23 triệu đồng các bác nhé. Em phải báo giá luôn, hàng em vẫn còn. Quản lý nguồn giá 3 triệu. Chiếc vang CBD8 giá là 12.500.000 đồng. Chiếc vang này có lẽ sẽ bị cháy hàng trong một thời gian rất lâu thôi các bác. Em còn khoảng 10 cái nhưng mà em phải giữ lại 7 cái cho 7 phòng karaoke. Tiếp theo đó là bộ micro không dây UT58 6 số tự ngắt, sản phẩm hàng chính hãng do BBS sản xuất, giá 8.500.000 đồng. Các bác của anh em tham khảo bộ dây nhé. Dây loa đúng không ạ? Bộ dây tín hiệu tất cả đều là dây xịn. Dây loa đây là dây high end của Mỹ các bác nhé, made in USA. Dây loa 2x2.5, dòng dây high end, được chưa? Dây tín hiệu anh sử dụng dây Kalos các bác nhá. Dây tín hiệu sử dụng dây Kalos made in Jack Mangley. Jack Calong anh sử dụng jack xịn của hãng Lưu Trích. Ok chưa? Jack loa. Jack loa anh sử dụng jack xịn của Lưu Trích. Ok chưa? Bộ dây jack toàn là hàng xịn thôi ạ. Và tiếp theo đó là một quả súp điện hàng mới xịn do Tech sản xuất, thương hiệu của Nhật anh em nhá. Quả súp này sử dụng bass 30 và nó sử dụng bass xịn của Joseph. Bass Joseph made in Italy. Giá của súp này là 12.500.000 đồng một quả các bác nhá. Đó là tất cả những sản phẩm có mặt trong bộ karaoke này ạ. Các bác cùng xem ngắm nhìn lại nhá. Anh Đức Thịnh đâu ạ? Em cảm ơn anh nhá. Ok ạ. Thưa toàn thể các bác thân mến, cảm ơn các bác của anh em đã luôn luôn quan tâm, tin yêu và ủng hộ những sản phẩm mà cửa hàng chào bán cung cấp. Các bác của anh em có nhu cầu mua sắm thì hãy liên hệ cho em qua các số máy 0365888988, 0368891555 hoặc đến địa chỉ cửa hàng em tại khu dân cư Trụ Thượng, phường Đồng Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương ạ. Em cảm ơn anh Thịnh nhá. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn các chú các anh ạ. Ok, em xin chào tất cả mọi người nhá. Hẹn gặp lại các bác của mọi người ở một clip tiếp theo ạ.